Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu với tất cả anh em tham gia một chuyện này, góp nhận 200 token Vela. 200 token Vela này, một token Vela đang trong chương trình bán hàng free sale là 0.2 token, 0.2 USDT cho một token nha các anh em. Còn đang bán trong chương trình free sale là còn bao nhiêu ngày nữa ta? Đang chạy nha các anh em. Phải không? Tổng số token Vela là bán 40.000 mã thông báo nha các anh em, 40.000 Vela. Còn bán hàng kết thúc còn 63 ngày, 3 giờ nữa kết thúc chương trình AirDrop này mình có thể rút được nha tất cả anh em. Và chương trình AirDrop này thì mình rút tiền chưa được nè, hồ sơ nè. Phan, để mình giao cho cá nhân của mình đúng không? Thông tin của tôi, số dư của mình được 200 tóc cặn Vela nè các bạn. Rút tiền giới thiệu thông tin của tôi. Rồi đây thì anh em update lên thông tin lên nha các em. Cài Google thi bằng mặt FA này nè. Đây link ghép của tất cả anh em để copy link ghép để kiếm thêm token nha các em. Vâng, có cần KYC không ta? Hiện tại là không cần KYC nha tất cả anh em. Password 3 buy sell transfer withdraw thì nó rút tiền nè. May tôi cần mã thông báo của tôi, hồ sơ giao dịch. Còn mua mã thông báo nè các anh em. Thì ai muốn mua token Vela này thì mua tất cả các bạn. Nếu rút tiền được thì các bạn phải KYC danh tính nha bạn. Các bạn nhấp vào đây và KYC nha tất cả các bạn. Đây là một như là một sàn giao dịch điện tử thôi các bạn. Rút tiền, thông tin của tôi giới thiệu qua hồng. Trang sức. Mua mã thông báo giao dịch rút tiền thế kia. Hiện tại chưa cho rút đâu các bạn. Số rút Ethereum chuẩn ví là con này nó chạy trên nền tảng Ethereum nè các bạn. Nó bấm vào đây rút tiền. Rút tiền thì trong vòng 72 giờ. Chương trình AirDrop này giao dịch. Đây là giao dịch rồi ta. Đây một sàn như một sàn giao dịch thôi các bạn. Mình coi hết chức năng luôn nha các bạn. Rồi để tham gia giá mới liên phần link mô tả mình, các bạn chỉ việc đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Y tên của mình, email rồi xác nhận bắt các bạn. Rồi các bạn vào mail confirm nha các bạn. Thì Vela nó gửi về một căn mà các bạn chờ khoảng 30 giây 1 phút các bạn mở cái email của các bạn ra nữa các bạn. Thì các bạn vào mail các bạn confirm nha các bạn. Vì video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào. Bấm vào confirm email các bạn. Video mình đến đây cũng kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Tất cả các bạn những video